Chào buổi sáng ngày mới tất cả mọi người. Mẹ sói Trích tối ngày hôm qua là 12 rưỡi đêm mới chính thức đi ngủ. Em sói bây giờ vẫn ngủ tít mít. Trái giờ, ba em dậy rồi, em Trích dậy rồi. Trích thì bắt đầu quen giờ ở đây rồi ý. Sáng nay bà ngoại có mua ngô luộc cho hai mẹ con đang ngồi ăn ngô luộc đây. Còn trưa nay thì nhà sói Trích có toàn bộ anh em họ hàng ở bên nhà nội nhà mình đến nhà ông bà ngoại sói Trích để ăn uống nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Bây giờ thì có khi là mẹ sói Trích với bà ngoại với em Trích sẽ đi ra ngoài nhà bà ngoại của mẹ em, tức là cụ ngoại ở bên đằng ngoại của mẹ em, phải không? Đấy, cụ tức là cụ bên ngoại nhưng là cụ ngoại của sói Trích, đúng không nhỉ? Nó hơi lồng ngoằng một tí, đại loại là bà ngoại của mình. Vì hôm qua đi xuống thăm được bà nội rồi. Bây giờ ba mẹ con sẽ tranh thủ nhá con nhá. Tranh thủ đi, yeah, đi ra nhá. Đi thăm cụ nhá. Xong rồi hôm nào đấy thì là đưa anh sói ra sau. Bây giờ phải tranh thủ thôi. Nào đây đây đây, đây đây, mẹ cho xuống nào. Ăn ngô nào. Em chưa thay quần áo, em vẫn mặc đồ ngủ đây. Vì là em đợi em bé nhà dì Oanh đến. Mẹ em mua hai cái váy cho hai chị em mặc giống nhau. Vì trước đây hồi bé mình với lại em họ mình cũng kiểu bằng tuổi nhau mà, cùng sinh năm 86, là hay mặc đồ giống nhau để chụp ảnh. Bây giờ có hai cái đứa này cũng sàng sàng bằng tuổi nhau, cùng năm nhưng mà khác tháng con nhỉ, để cho chúng nó mặc quần áo giống nhau để chụp ảnh. Bà nhìn em này, em thích ăn ngô y như anh chói ạ. Cháu thích ăn ngô này cơ. Mẹ cháu cũng thích ăn ngô này cơ. Ngô dẻo nếp này mới ngon mới thơm ạ. Con nhỉ? Con ơi. Hả? Anh Hùng nhỉ? Ơ con vừa nghe được tiếng bánh bao ở đây mà nè. Đây, bà mua cho bao nhiêu ngô ạ? Mẹ em đang ăn dở bắp ngô. Chị cá mất hết răng cửa rồi. Mọi người đang ở đây rất nhiều trẻ con, rất đông, rất vui và rất ổn. Nên là chắc mẹ em cũng sẽ không vlog được cái gì cả. Cho mọi người nhìn đồ ăn hôm nay bà ngoại cháu Trích gọi về này. Còn đây là cụ này. Cụ ngoại, cụ nội này. Bên tay phải là bà nội của mẹ cháu Trích, bên tay trái là bà ngoại này. Kia là bác chị của ông ngoại này, Suka này, Jo, mọi người đang Jo. Đúng rồi, dì Thu này. Em Su này. Em Su này, dì Oanh này. Yeah, băng đô của em Su đâu rồi? Ơi, em cười. Em nhìn máy quay em lại cười. Cậu Giang này. Cậu Giang. Ôi giời. Đấy mọi người này, các ông, các bà này. Bánh bao lớn chưa này. Dì Trang này. Đâu con ngồi đâu, bây giờ con ngồi đâu. Con ngồi đây. Rồi con ngồi đây. Dạ. Vâng, vâng ạ. Các ngồi với bác cũng được, không vấn đề gì hết. Ui nhiều món quá này. Vịt các món này, canh măng này, canh ốc này, ốc xào chuối đậu này, thịt bò xào này, cá này, nhiều quá, xôi chim kìa. Ngon chế. Em ăn tối sớm nè. Trưa nay em ngồi em ăn linh tinh rau củ xong em chơi với bánh bao. Em chơi với cái bánh bao ấy, chứ không phải là em chơi với anh bánh bao. Chơi với bánh bao, chơi với bún. Rồi là em ngủ mạch lúc đấy là 12 rưỡi đấy mẹ ạ. 12 rưỡi đến tận 5 giờ chiều em mới dậy đây. Ui dùi ui. Ui dùi ui, mặc kệ mọi người chơi, mọi người nói chuyện, các anh các chị chơi đùa. Hết ầm ĩ lên nhờ. Vơ vú. Em ăn tối sớm đi. Cái con chim cánh cụt này là chị Ca mang vào cho em Trích. Ừ đúng rồi. Ba kia em khoe.
phê chị ca cho con à? Dạ. Quá. Dạ. Nhiều. Dạ. Ồ. Chín chê nhỉ? Ồ. Ồ, đây hết rồi ạ. À. Ồ. Nồi ngô của bà. Ôi, nồi ngô của bà chín đấy. Nó báo píp píp píp. Anh sói thì đang làm gì kia? Sửa xe à? Em Su nhà dì Oanh để quên cái ghế chạy chạy. Cái ghế chạy chạy này của Su nhà Oanh hơi bị nguy hiểm luôn mẹ. Chạy một lúc mà nó bênh lên. Vâng. Tức là chạy vào chạm vào tường vào đâu là đằng sau nó bênh luôn lên ấy. Chạy. Yeah, hơi nguy hiểm. À. Anh sói buồn ngủ à? Rafi, you wanna go to bed? Rafael? Ba em hôm nay cũng no say rồi. Gọi là ngủ không biết trời đất gì rồi. Sao con lại tháo cái xe đấy ra thế? Sói chơi tô màu, tô hết vào các thứ, tô hết vào chân và tay rồi. Tô hết vào đồ chơi. Đã làm cho xóa. Xóa đá máy. Bubble. Hôm nay đông vui quá. Phải chục năm rồi chứ mẹ nhờ, gần chục năm. Các mấy đi được về tất cả đông đủ như này. Đúng rồi. Cả nhà em mới được đông đủ như thế. Đông đủ tất cả các anh chị em họ ở bên nhà nội, nhà mẹ sói chích. Ôi, mỗi nhà lại có thêm hai đứa trẻ to con. Ồ, Bubble. Mẹ sói chích mua hai cái váy này để cho chích với em Su mặc để chụp ảnh với nhau, cuối cùng là toán loạn lên. Không chụp được với nhau cái ảnh nào cả. Nào con. Quay lại đi con nhé. Được có một xíu ạ. Em Su là ít hơn chích 7 tháng, đúng 7 tháng. Em Su sinh tháng 12, 15 tháng 12. Quá. Ngon nhỉ. Quá. Rồi, ngon nhỉ. Ngon. Con bảo ngon. Nói chuyện với bà nào, bảo ngon nào. À. Ngon. Rửa chân. Ôi trời ơi. Ngủ xoay hết bên này đến bên kia. Ôi trời. Quá. Mẹ đang ăn gì đấy? Cơm với canh dưa. Dưa om cá. Chít chít. À. Bà. Bà. Ôi trời, gật đầu. Ôi trời, gật đầu. Please. Bà đang ăn con. Bà giúp con ăn. Bà eating dinner. Nhá, bà. Ngón tay chỉ. À. Chờ bà một chút nha. Bà đang ăn con. Sói chờ bà một chút. Tại con tháo ra đấy, nên là bây giờ mới không tự lắp vào được chứ gì. Con tháo ra như thế nào thì con lắp vào như thế. Nhớ xem tháo ra như thế nào thì lắp vào y như thế. Cái bánh kia nữa. Rafael, over there. The wheel, the tire. Ta nhặt cái bánh đấy nữa. Con muốn bà giúp con ấy. Rồi bà giúp con. Con chờ một chút. Bà đang ăn. Bà đang ăn, bà đang ăn. À. Đấy, lắp vào. Có phải lắp thế không? Hai cái bánh xe vào một chỗ thế thì làm sao mà lắp vào xe được. Bà ơi giúp con. Giúp con. Bà giúp con với. Bà giúp con với. Can you help me, bà? Bà giúp con với.
Đợi bà ăn đã. Điều này. Bây giờ mấy bà cháu nhà Sói Trích đi sang phường xem các cô các bác chơi bóng chuyền đây. Em Sói có cái xe ba bánh của Bánh Bao mang sang đây để chơi. Trích đi đi con. Con bước đi đi. Chết. Ngại gì nhỉ? Tối nay bà ngoại bảo đưa đi Canifa để xem có váy gì không mua cho Trích. Hay á? Hay á? Dạ. Rồi con đạp đi, Rafi. Go. Go, yeah. That's the pedal. Go. Con đạp. Đạp đi, đạp đằng trước cơ mà. Forward. Go forward. Yeah. Yeah, da-da, 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 da-da. Thế, đấy con đạp đi. Dạ vâng ạ. Chào bà đi. Con chào bà chưa? Cháu chào bà. Bà chào bà em. Cháu chào. Cháu chào bà. Cháu được 15 tháng ạ. Yes. Con đạp không? Đạp chân về phía trước cơ mà. Con đạp chân về phía trước thế. Go go go. No. All the way. Rafi, the circle. No. Forward. Go forward. Ôi giời, sao cứ đạp ngược đằng sau thế? Đấy, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. À, chị em bé không có xe để đi à? Không ạ. À. Không ạ. À. Nào. Đấy, Hano. Bà vỗ tay Hano. Đây có xe bàn đạp thì cứ đạp ngược thôi. Con phải đạp về phía trước. Đạp ngược nó nhẹ. Thế. Đấy, các bà, các anh, các chị, các chú, các bác là buổi chiều sang chơi bóng chuyền này. Đấy. Khu phố nhà mẹ Sói Trích à. Thể thao lắm. Hết cầu lông này, bóng chuyền, bóng bàn này. Yay! Đạp, con đạp về phía trước. Rafi, go forward. Dạ. Vâng, vâng. Nào đi con. Đạp lên đằng trước. Thế, wow. Đúng rồi, em Trích ngồi đằng sau. Đấy, đúng rồi, đúng rồi. Zoe, hold on. Đúng rồi, bà đẩy cho em tí cho em có động lực. Wow. Dồi ôi, giống ngày xưa bác Hùng chở mẹ. Đấy con đạp đi, yeah. Giỏi quá. Ôi giỏi quá, wow. Đúng rồi, yeah. Ôi, Trích thích quá, yeah. Đúng rồi. Đạp đằng trước thế con. Cứ đạp ngược thấy, thấy nó nhẹ. Thế nó nhẹ em lại càng đạp. Đạp đằng trước thì nó mới đi được con ạ. Thế đúng rồi, yeah.
Đứng rồi, con bám vào anh. Bám vào anh. Hết rồi à, không thích ngồi nữa à. Yeah. Đúng rồi, con đạp đi, con tự đạp đi, go. Woohoo. Thế, ôi giỏi quá, ôi giỏi quá, giống anh Keenan quá. Wow. Just like Keenan. Wow. Đấy, wow. Ôi thích thế nhỉ, ôi thích quá. Too slow, you can go fast. To push the pedals. Go fast. No, it, yeah, like that. Go, 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 Rafi, go, go, go. Con phải đạp nhanh về phía trước. Thế. Ui, em thích. Yay. Yay. Chích nhìn bà này. Xó nhìn bà. Bà ngồi cái bánh xe. Mẹ, mẹ ngồi lún cái bánh xe rồi. Mẹ. Mẹ lún cái bánh trước rồi. Cái bánh trước mẹ ngồi lún hết cả xuống rồi. Sang vành bây giờ đấy. Này, 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 sói ơi. Mọi người cứ bảo là mẹ sói trích tính giống ai. Đến Canifa rồi đây. Ui, cửa hàng to rộng đẹp chưa. Ôi dồi hai anh em. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi. Ôi dồi. What's this? What's this? Chú mannequin nào, con không nhảy nữa, đi nào. Nào, come on, đi nào. Đi chọn đồ. Đi chọn đồ cho em nhá. Đồ trẻ con ở đâu em nhỉ? Trên tầng 2. À, đi đi. Nào anh sói ơi. Cái quần này đẹp phết này. Đi con đi. Đi lên tầng 2 nhá. Đi lên trên này con. Này, này, Raphael. Này. Oh. This way. Ở thôi anh ơi. Nào mẹ bế lên, mẹ bế lên. Chị đi theo anh sói. Đây không phải là bạn đâu con ạ. Đây là tượng, đây là mô hình đấy. Con đi ra với anh sói kìa, có chỗ chơi nhanh lên. Hai đứa ra chơi đi, mẹ đi chọn đồ cho. Yay. Go, 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 go. Wow. Thích chưa? Wow, thích thế nhở. Canifa nhà mình đẹp thế. Rộng rãi đẹp quá. Con có muốn vào chơi với anh không? Nhá. Con vào chơi với anh nhé. Để cho hai anh em sói trích vào đây. Chơi ở đây. Mẹ đi chọn đồ nhá. Nào. Ui dồi ôi. Ui. Wow. Rồi. Thích quá trời. Yeah. Con chơi với em nhá. Đi mua cho anh sói mấy đồ, bộ đồ ngủ nào. Đồ ngủ. Đây là đồ ngủ thu đông rồi đúng không em? Em còn đồ ngủ mùa hè không? Đây, cho bạn này. Em chị đi ra nào. Nhanh, cần chưa? Đi ra để đi nào. Không có quần áo. Chuyển hết sang đồ thu đông rồi. Ôi. Nào đi con. Đi 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 đi. Nhanh nhanh nhanh. Thôi mẹ đi đây, bye. Bye Zoe. Bye, bye Zoe, bye. Mẹ với bà đi đây. Con phải đi gần ra thì bà mới bế con được. Chết nào. Đúng rồi. Cố lên trong này nhiều bóng quá, đi nó khó. Ui. Rồi đi dây mà. Mẹ xem nào, con tìm thấy cái gì đấy. Mẹ xem nào. Mẹ cũng không biết là cái gì nữa. Mẹ cũng không biết cái này nó ở đâu nữa. Thôi cứ để đây con ạ. Ai mất thì người ta còn ra lấy. Bà chạy theo hai đứa cũng gọi là mồ hôi ướt hết cả tóc rồi. Đi đi con đi. Come on. Chơi. Tap. Đi chị Ca. Đi Toko đi chơi với chị Ca nhé.
Ôi giờ bắt tay, phải ra bắt tay bạn cái. Bye bạn đi, bye. Hay. Lắc cho rơi tay bạn luôn. Ngon chưa? Cái đấy là gì? Sữa rửa. Không, nó đánh bằng nhiều thứ lắm. À thế à? Sữa tươi, sữa phô mai rồi các thứ. Oh, đây là chè Toko Toko Vĩnh Phúc nhá. Địa chỉ của mình là như nào nhỉ? 78 Nguyễn Văn Linh. 78 Nguyễn Văn Linh, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên. Thành phố Vĩnh Yên. Mẹ Sói Trích uống thử cái này là hồng trà với đậu đỏ và trân châu trắng sợi. Hồng trà phô mai, kem phô mai. Dì Thu. Dì Thu phục vụ tại bàn. Dì ăn đi. Wow. Yeah. Mấy bà cháu đi Canifa về xong rẽ xuống Toko thì trời mưa to quá, phải ở lại đấy chơi rõ là lâu. Chè ở Toko ăn ngon thật đấy. Không con ạ, à, con phải ăn tối. Cuối cùng là mẹ em cũng không mua được quần áo ngủ cho anh Sói, vì bây giờ các cửa hàng họ chuyển sang bán hết đồ thu đông, đồ dài tay rồi ấy. Mình nhớ là năm đầu tiên em Sói về Việt Nam cũng thế, cũng tầm tầm thời gian này, tháng 9, tháng 10. À, mình có hỏi mẹ mình trước khi mình về là thời tiết ở nhà như thế nào, thì bà ngoại Sói Trích nói là bắt đầu xe xe chuyển sang mùa thu rồi. Nên là mình toàn mang quần áo dài tay cho em Sói về để mặc. Cuối cùng về nhà thì nóng ơi là nóng. Không biết có bạn nào nhớ cái vlog thời điểm em Sói về Việt Nam lần đầu tiên không? Mẹ em phải đi Canifa để mua vụ mua vàng cho em được hai cái quần sóc còn sót lại ở trong cửa hàng, quần sóc mùa hè. Ngoài ra là này em chích không, không phải la mà tấn công mẹ đâu nhá. Ngoài ra ngoài ra là người ta không còn quần áo mùa hè nữa. Nào chích đang phá không cho mẹ vlog đây. Suốt cái khoảng thời gian đấy Sói chỉ có hai cái quần sóc cùng kiểu nhưng mà khác màu, một cái đậm một cái nhạt để mặc thay đổi. Hai anh em Sói Trích vừa tắm xong, mẹ em buồn ngủ quá rồi. Mẹ em sẽ dừng vlog ngày hôm nay ở đây. Mọi người nhớ là sau khi xem vlog của nhà Sói Trích thì để ý xem đã đăng ký cho kênh của nhà Sói Trích chưa nhá. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm nút đăng ký này. Nhà Sói Trích sẽ lại hẹn gặp lại mọi người vlog hàng ngày vào lúc 6 giờ sáng giờ Việt Nam. 6 giờ sáng mẹ em sẽ không quên nữa, không quên đặt giờ như lúc còn đang ở Úc. Mình toàn đặt giờ 9 giờ ở Úc thì sẽ là 6 giờ giờ Việt Nam ấy. Về đây quên, vẫn cứ đặt 9 giờ. Nhưng mà mẹ em quên mất là về đây là đang ở Việt Nam rồi, chỉ phải đặt 6 giờ. Bye.